Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, ngày 8 tháng 12 năm 2020, nhân kỷ niệm 150 năm ngày Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 chọn Thánh Giuse làm đứng bảo trợ cho Giáo hội Công giáo năm 1870 năm 2020. Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông thư Patris Corde, Trái tim của người cha, và công bố năm đặc biệt về Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam trong kỳ họp thường niên diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021 đã quyết định trong năm đặc biệt về Thánh Giuse này, tất cả các họ đạo trong các giáo phận sẽ dành ngày thứ tư để dâng thánh lễ và làm các việc đạo đức kính Thánh Giuse. Xin Ngài gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ và Giáo hội tại Việt Nam. Vì vậy, trong các thánh lễ trực tuyến của ngày thứ tư hàng tuần, chúng ta sẽ cử hành lễ kính Thánh Giuse và suy gẫm về một điểm nhỏ về Ngài thôi. Tuần này chúng ta cùng nhau tìm hiểu lý do tại làm sao Đức Thánh Cha Francisco mở năm đặc biệt về Thánh Giuse. Thương bạn chị em, đọc lại tông thư Trái tim của người cha, chúng ta sẽ thấy có ba cái lý do sau đây, có thể tóm lại trong ba chữ: một là kỷ niệm, hai là đại dịch, và ba là người cha. Trước hết, kỷ niệm. Nhân kỷ niệm 150 năm ngày mà Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã chọn tuyên nhận Thánh Giuse là đứng bảo trợ cho Giáo hội Hoàng Vũ, bổn mạng của Giáo hội Hoàng Vũ. Kỷ niệm 150 năm, Đức Thánh Cha Francisco muốn khai mở năm đặc biệt về Thánh Giuse để tái khẳng định rằng Thánh Giuse là đứng bảo trợ cho Giáo hội Hoàng Vũ. Cho nên lý do thứ nhất là nhân kỷ niệm 150 năm Ngài nhận Thánh Giuse là bảo trợ của Giáo hội Hoàng Vũ. Thứ hai, đó là đại dịch. Mong muốn mở năm đặc biệt về Thánh Giuse càng mãnh liệt hơn nữa
giữa cuộc khủng hoảng của cơn đại dịch Covid. Đức Thánh Cha khẳng định muốn dâng giáo hội cho Thánh cả Giuse, đặc biệt trong cơn đại dịch này. Quả thật thưa ông bà anh chị em, lịch sử đã cho thấy Thánh Giuse đã từng cứu giúp con người chống chọi lại với cơn đại dịch. Chẳng hạn vào năm 1838, thành phố Avignon của nước Pháp đã rơi vào cơn đại dịch nặng nề. Cha Sở cùng với ông thị trưởng của thành phố này đã cùng nhau chạy đến với Thánh Giuse, xin Thánh Giuse cầu thay nguyện giúp, cứu giúp cho dân thành của mình đang lâm vào cơn đại dịch. Và quả thật chẳng bao lâu cơn đại dịch đã chấm dứt. Rồi thì cơn đại dịch chấm dứt ở Avignon thì nó lan sang thành phố Lyon của nước Pháp. Dân thành Lyon nhìn vào thành Avignon thấy hiệu quả của lời cầu nguyện, cho nên cũng bắt chước theo, cũng chạy đến với Thánh Giuse để xin Ngài giúp đỡ cho dân thành. Và quả thật cơn đại dịch cũng chấm dứt. Từ đó thưa ông bà anh chị em, ở đâu có cơn đại dịch, người ta noi gương dân thành Avignon, noi gương dân thành Lyon, chạy đến với Thánh Giuse, khẩn khoản kêu cầu Thánh Giuse giữ gìn che chở mình trước dịch bệnh. Lần này cũng vậy, đứng trước cơn dịch bệnh Covid đang gây ra những hậu quả rất trầm trọng, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn dâng giáo hội cho Thánh Giuse với những ước muốn xin Ngài gìn giữ và giúp cho mọi người mau chóng thoát khỏi cơn đại dịch này. Cho nên cái lý do thứ hai là lý do đại dịch bùng phát mạnh mẽ, và Đức Thánh Cha muốn xin Thánh cả gìn giữ giáo hội, gìn giữ con dân của Chúa. Cái lý do thứ ba là người cha. Trong cơn đại dịch Covid thưa ông bà anh chị em, Đức Thánh Cha nhìn thấy những tấm gương phục vụ rất âm thầm nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch. Và Đức Thánh Cha cũng nhìn thấy những người cha, những người mẹ đã hướng dẫn con mình đón nhận và đương đầu với cuộc khủng hoảng của cơn đại dịch bằng cách ngước lên trời cao và cầu nguyện với Chúa. Đức Thánh Cha cũng khám phá ra rằng Thánh Giuse cũng là một người phục vụ rất âm thầm. Thánh Giuse cũng là mẫu gương dưỡng nuôi dạy dỗ con của mình để xứng đáng với sứ mạng mà Ngài đã đến trần gian này. Thánh Giuse rất xứng đáng nêu gương cho chúng ta. Đồng thời thưa ông bà anh chị em, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở một thực trạng là các người cha ngày nay càng ngày càng vắng bóng trong gia đình nhiều hơn bởi vì nhiều lý do. Những lý do đó tuần sau con sẽ chia sẻ với ông bà anh chị em. Vì vậy, đứng trước thực trạng đó, Đức Thánh Cha muốn mở ra năm thánh để là dịp mỗi người, đặc biệt là những người cha, những người có trách nhiệm trong gia đình, nhìn lên gương Thánh Giuse phục vụ âm thầm, làm tròn bổn phận nuôi dưỡng dạy dỗ con cái để mà bắt chước Ngài, làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình của mình.
Vâng, thưa ông bà anh chị em, chính ba lý do đó, kỷ niệm, đại dịch và người cha trong gia đình, mà Đức Thánh Cha đã khai mở năm đặc biệt về Thánh Giuse. Khai mở ra không chỉ để cho chúng ta chiêm ngắm Thánh Giuse không, mà mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết chạy đến với Thánh Giuse, nguyện cầu với Thánh Giuse, xin Ngài gìn giữ bảo vệ hội thánh, gìn giữ bảo vệ mỗi người chúng ta trước cơn đại dịch. Đồng thời mời gọi mỗi người chúng ta hãy noi gương Ngài, noi gương Ngài làm tròn bổn phận của mình trong gia đình, làm tròn bổn phận của mình đối với những người mà mình được Chúa trao phó cho trong nơm. Xin cho mỗi người chúng ta sống năm đặc biệt về Thánh Giuse thật là có ý nghĩa và gặt hái được nhiều hiệu quả tốt lành cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho tất cả mọi người mà mình cùng chung sống. Amen.